Xin chào Thân Ái và Quyết Thắng. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lịch sự kiện Summon Nabi Out để mà summon một nhân vật mà chúng ta đã có dự tính sẽ gọi là sở hữu với việc là không tốn game ở Nick Series các bạn nhé. Như các bạn biết thì hiện tại là chúng ta đã quyết định ra một trong bốn chú rồng Berserker ở gọi là dòng L nha các bạn sẽ được đầu tư kiểu giống như là mạnh nhất khi mà không có sở kinh đấy các bạn nhé. Chính là chú rồng Grandpa Berserker. Bây giờ thì chúng ta đã chuyển sang là bán chú rồng, đó là chú rồng Berserker Best Guy rồi các bạn nhé. Và chính vậy nên trước đó mình đã qua nick ngày xưa của chị Tiên Bướm và mình đổi tên thành là Quân Coco. Bây giờ hiện tại là nick phụ thứ 3 của mình nha các bạn. Thì mình đã gọi là mua một chú rồng Grandpa Berserker và cái gói sau đấy sẽ là 300 game được 100 mảnh của chú rồng Grandpa Berserker. Thành ra là mình đã dùng 700 game để mà gọi là mua một chú rồng Berserker và còn dư khoảng tầm là 100 mảnh và đánh ở trong quest để mà lấy 25 mảnh nữa. Thành ra là cộng với việc mà chúng ta lên được một mức rank thì bây giờ ở bên nick phụ của mình thì đang có là 127 mảnh. Chứ vậy nên hồi hôm nay chúng ta nhân dịp sự kiện Summon Nabi Out, mình sẽ gọi là trend hit số mảnh đấy qua cho bên nick series chúng ta để chúng ta gọi là summon chú rồng Grandpa nha. Như các bạn biết là mình hiện tại đang gọi là vẫn chưa có muốn xài game sau gọi là những ngày cũng khá là dài rồi các bạn á. Chứ vậy nên bây giờ nếu như tạm thời có thể là chưa cần sử dụng đến game thì mình vẫn sẽ gọi là tối ưu cho nick series luôn nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là bước vào trong gọi là chúng ta trend với nhau thôi các bạn á. Ở đây thì có vẻ như là vì số lượng bình của mình cũng nhiều quá nên mình cũng không có cần thiết phải quan tâm ai là người trên trước các bạn. Nhưng mà vì mình chưa có mảnh của chú rồng Grandpa nên mình sẽ phải lấy gọi là nick phụ của mình, Quân Coco, là ông ta trên trước nha. Ok, thì có lẽ là mình sẽ chung là trên đại cũng được các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là thôi trên qua mảnh gọi là boulder đi. Wow, thật ra là chúng ta phải xin mảnh boulder trước rồi sau đó mới gọi là mảnh kia sau các bạn nhé. Ok, anh Dũng đang gọi là luôn tiện thì mình giúp anh Dũng một phát luôn nha các bạn. Ok, và chúng ta sẽ gọi là thực hiện lại nha các bạn. Đây, giờ mới đúng nè. Đó, thì phải gọi là bấm vào xin mảnh boulder trước rồi sau đó nhả ra là nhả mảnh của Grandpa Berserker nha. Ok, và mình sẽ gọi là nói chung là đồng ý với gọi là một bình các bạn nhé. Ok, vì tỷ lệ của những chú rồng mà chúng ta gọi là trend với nhau kiểu như là legend đấy đã chuyển sang là 7 mảnh một lần rồi, nên là để mà trend khoảng tầm là được trên 100 mảnh đấy thì chúng ta phải trend khoảng tầm là 15 lần các bạn nhé. Thì ít nhất sẽ là 105 mảnh và bên kia thì có 125. Thì thành ra là chắc chúng ta cũng có thể là trend dư ra một xíu. Nói chung là đã vậy rồi chúng ta gọi là trend hết đi, có phần nào chúng ta gọi là lấy phần đó phải không các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gọi là nhưng mà trừ lại một ít, mình lấy khoảng tầm là 105 thôi, trừ lại là một cái gì đó mà kỷ niệm cũng được các bạn, hợp lý nhỉ. Ok luôn rồi, vậy thì mình sẽ gọi là trừ lại nha các bạn. Giờ mình sẽ lấy đủ cái là số lượng mảnh ta gọi mong muốn. Thì bây giờ mình sẽ xin nè. Đấy là bây giờ mình mới chọn vào chú rồng gọi Grandpa Berserker nè. Và sau đó mình sẽ trend lại mảnh thì ở đây thì mình chắc là trend lại ở đây cho nhanh luôn ha. Để xem có mảnh gì đây. Mảnh này được không ta? Ồ, chắc mình sẽ lấy mảnh này nha các bạn. Mảnh này 740 á. Và là đủ nâng chú rồng này lên 3 sao. Thôi lấy mảnh này đi. Đấy, mảnh này thì là mảnh của một chú rồng bạch tuộc các bạn nhé. Ok, vậy cũng được. Rồi, và như thế thì mình sẽ gọi là sử dụng nick còn lại, mình sẽ đồng ý. Rồi, đấy, giờ thì chúng ta gọi là vào quá trình thôi các bạn. Đấy, đã vào quá trình rồi mà bên kia đang xem quảng cáo các bạn ạ. Đấy, thành ra là chúng ta nếu như biết cách sử dụng tài nguyên một cách hợp lý thì có thể là giúp ích được cho gọi là hành trình của chúng ta các bạn ạ. Rồi, giờ xin được lên 21 mảnh rồi. Rất là nhanh thôi, mình sẽ gọi là xin lên
105 mảnh nha. Đấy, và mình sẽ gọi là summon luôn các bạn nhé. Ý là summon luôn ở trong chỗ summon và chờ quả trứng gọi là chúng ta xuất hiện. Giờ một game mình cũng không xài nữa các bạn. Đấy là kiểu chúng ta có một cái sự gọi là nói chung là nho nhỏ xem là mình được bao nhiêu ngày nha. Đấy, thì thành ra là trước đấy nha, mình có gọi là xài kiểu như là một game là trong cái sự gọi là vô thức thôi các bạn. Mình xài xong một game rồi mình suy nghĩ, ủa mình đang làm gì ta, mình đang xài một game á. Rồi mình lập tức là tới cái chỗ mà chỗ nhà game đấy các bạn, mình lập tức lấy lại một game đấy. Nhưng mà tại vì cái lúc đấy á, là mình mới nhất các bạn, gọi là mới đề ra cái gọi là việc là mình sẽ không sử dụng đến game. Thành ra là mình cảm thấy là nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Tại vì vì sao là lúc sau mình cũng gọi là qua một cái video mình cũng nói là bây giờ mình sẽ bắt đầu là kiểu giống như là không xài đến game rồi đấy. Nên là tính tới giờ là chúng ta chưa xài tới game luôn nha các bạn. Đấy, ok. Đấy thì gọi là mình sẽ nói chung là giải thích ra cái gì mà chúng ta thực hiện là thực sự chúng ta làm được, rồi chúng ta đang làm gì hay là chúng ta đang như thế nào đấy. Thì nói chung mọi thứ đều sẽ là minh bạch rõ ràng nha các bạn. Ok, và giờ thì chúng ta sẽ gọi là lấy cái mảnh còn lại đấy. Thôi rồi, trend này khá là lợi nha. Tại vì không cần phải chờ thời gian á, cũng không cần phải chờ gọi là vào trong clan một thời gian để trend, vào cái là trend luôn các bạn ạ. Đấy, thành ra rất là ok. Rồi mình phát hiện ra mình cũng có mảnh của Eternal nhưng mà mình cũng không summon Eternal đâu các bạn nhá. Trời ơi, summon để mà siêu tầm á. Ui, summon để gọi là siêu tầm thì chờ mai mốt nhiều khi là lại có cơ hội lấy free sao. Đấy, các bạn, đây là đang 70 mảnh thôi. Đấy, rồi mình sẽ tiếp tục nè. Dĩ khoan, giờ chuyển sang mảnh ru rồng này á. Để cho mảnh ru rồng kia đi, có gì là bên kia cũng summon được các bạn. Đấy, trời ơi. Rồi, và như vậy là ối, chúng ta gọi là chúng ta lấy dư một lần rồi. Phải thôi, chúng ta trend lại nha. Trend lại thì mình sẽ lấy lại mảnh này đi. Ok. Đấy. Rồi, và vậy mới đúng nè các bạn. Đấy, 105 mảnh nha. Thôi, 105 mảnh là 105 mảnh các bạn. 15 lần trend. Đây thì lố thì mình gọi là trend lại thôi. Đấy, giờ thì mình sẽ ôi chu đồng đi gần xong rồi này các bạn. Ôi, với cái lượng off này thì mình tính thử nha. Negan chúng ta gọi là 2 sao là được 320 mảnh rồi. Là cái này cộng thêm 320 thì chúng ta cũng vậy là đủ lượng mảnh hiện tại nha các bạn. Lượng off hiện tại là đủ để cho chúng ta hai chu rồng đều lên 5 sao rồi các bạn ạ. Đấy, chưa kể là tới lúc mà mình nâng xong chú rồng đi gần mình lại có thêm mảnh nữa. Nên chắc chắn là hai chú rồng Legend trong tầm tay và không cần phải mua thêm off Joker Legend thì cũng gọi là lên được 5 sao nha các bạn. Ok, mình cũng có bù vào đó là 95 off để mà mình summon chú rồng Berserker Rampage đây rồi. Yeah, nhưng mà mình thấy quả trứng của chú rồng Rampage Berserker lạ lắm các bạn. Có một cái gì đó mà nó lạ hơn so với lại là những quả trứng khác. Mình cũng không biết là chỗ nào nhưng mà chắc là dài hơn hay là nó sinh động hơn gì đấy. Ok, tốc độ cao nè, skill ngon nè, nội tại cũng ngon nè, mà không có skin vẫn là kiểu là mạnh nè. Đấy, những yếu tố này thuyết phục mình quá các bạn. Nên mình gọi là quyết định quay xe mình đầu tư luôn. Mặc dù đây là cái pha đầu tư mà ít liên quan tới hệ nha các bạn. Tại vì kiểu như là scale rồi primal đất và world thì cũng không phải là những hệ trọng yếu hiện tại mình đang rất cần thiết, nhưng mà vì chú rồng này đã thuyết phục được mình qua cái cách mà chú rồng này gọi là thể hiện. Trời, ghê chưa, ghê chưa. Ok, và video của mình đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn các em. Chia sẻ cho thầy đi.